Vâng, xin chào cả nhà. Đây là ngã tư mà chéo góc ha. Bên đây là cái hẻm, còn đây là ngã ba Lý Thánh Tông và Văn Anh. Lý Thánh Tông này sẽ chạy ra đường Tô Hiệu ha. À, đường Tô Hiệu là cái đường mà nối từ Văn Anh chạy ra chỗ Hòa Bình rồi đó. Rồi ra